đi, quẹt màu đi, rồi. Đây các bạn đó. Rồi đưa cái mặt ra đây coi, đưa cái mặt ra đây coi. Đâu mặt đi đâu? Rồi mặt đi dính màu nè, mặt có kiệt đâu? Mặt kiệt lớn đâu? Trời vui quá các bạn đó. Đấy các bạn ơi, hôm nay bạn Pin với bạn Kiệt lớn sẽ chơi trò chơi bắn banh vào rổ nha. Ai mà bắn bị thua sẽ bị gì đây? Là hình phạt các bạn, chét màu. Chét màu vô mặt nha. Rồi bây giờ ai thi trước đây? Thôi mình đồ xì đi. Một tô. Ra cái gì? Ra cái này. Yeah. Cái gì vậy? Tụ lậu luôn ba ngừ. Rồi tụ xì đi. Rồi. Rồi bạn Kiệt lên nhỏ chơi trước nha. Mình sẽ bắn hai bên nha các bạn. Rồi một cái không vô. Hai cái vô rồi, tới bạn Pin, tới bạn Pin chơi đi. Rồi bắn lên. Không, có móc banh đi Pin, có móc banh ngoài rổ kìa. Rồi không vô luôn. Rồi, chạy qua kia. Rồi bỏ banh vô. Rồi không vô luôn. Rồi tới bạn Kiệt lớn. Rồi chuẩn bị nằm im bị phạt nha. Vậy là vừa biến bị phạt thôi. Rồi. Rồi bạn Kiệt lớn qua đây. Không vào đi, không vào. Bắn vào. Yeah. Rồi đấy các bạn ơi, rồi mỗi người chỉ bị một phạt thôi. Chào bạn Kiệt lớn sẽ quẹt màu nha. Quẹt màu nào cho bạn Kiệt nhỏ đây. Mở một màu rồi bạn Pin đưa mặt vô. Bạn Pin đưa mặt vô. Màu cam hả? Rồi đi lại nha. Rồi hay quá. Chưa chưa. Anh Kiệt lớn lần nữa. Rồi. Rồi hỉ, rồi tới bằng Pin. Tới bằng Pin đi. Tới Pin có bắn banh kìa. Rồi Pin có bắn banh đi. Rồi không vô. Rồi Pin qua đây bên đây bắn nè. Rồi cho Pin bắn lại đi. Không vào. Không vào luôn các bạn ơi. Rồi tới bạn Kiệt lớn đi. À hay quá. Rồi qua bên kia luôn. Rồi Pin dính tay vô màu rồi kìa. Yeah. Rồi bây giờ bạn Kiệt nhỏ bị một quẹt, bạn Pin hai quẹt. Hả? Không, là bây giờ quên. Bạn Pin sẽ bị hai quẹt, hai người quẹt bạn Pin hết. Rồi Pin đưa mặt ra, Pin ơi. Đưa mặt ra. Rồi Pin. Rồi Pin đưa mặt ra kìa, con đánh thua là con bị quẹt á Pin ơi. Ủa không ca kìa. Đây một cao ra. Đây một cao ra. Rồi ơi, rồi chơi lại nha. Rồi cho Pin chơi nha. Rồi không vào nữa rồi. Rồi Pin qua đây. Qua đây, qua đây. Một trái thôi, hai trái không vô đâu. Wow, hay dữ hả. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Rồi tới bạn Kiệt nhỏ đi. Vào rồi, tới bạn Kiệt lớn. Bên bên kia nữa, bên kia nữa. Rồi. Rồi. Rồi Kiệt lớn không vô một cái rồi. Đi coi chuẩn bị chét màu anh Kiệt lớn kìa. Kiệt cứ lao kiệt vô kìa. Yeah. Đây các bạn ơi, rồi Pin chét màu đi. Chét màu lên mặt anh Kiệt lớn đi. Chét nhiều lên, chét nhiều lên, chét nhiều lên. Rồi ra tay đi. Bây giờ Kiệt lớn nha, bạn Kiệt lớn sẽ chơi trước nha. Rồi Kiệt lớn bắn đi.
rồi, một trái không vô. Rồi qua đây. Không vào luôn. Rồi tới kiệt nhỏ nha. Chưa tới bạn anh kiệt nhỏ. Không vào. Rồi. Rồi tới bằng pin, tới bằng pin. Không vào luôn. Rồi pin qua đây, pin qua đây. Đâu pin bắn lại đi, chưa thấy. Rồi bắn lại đi. Rồi bây giờ bạn kiệt nhỏ sẽ quẹt bạn biệt kiệt lớn với bạn pin nha. Lớn pin phải quẹt màu đi. Wow, trời ơi, có quẹt nhiều dữ hả? Ba chấm luôn. Rồi rồi bây giờ chơi tiếp không? Rồi chơi tiếp không? Rồi quẹt bạn pin cái nữa. Bạn pin bị thua mừ. Yeah, đâu cái mặt đâu pin cái mặt không đâu. Thì chắc các bạn xem chứ. À nãy giờ pin pin dính mè chứ. Wow, đâu, mặt kiệt lớn đâu. Đây này các bạn ơi mà. Nãy chỉ có dấu à. Kiệt nhỏ có dấu thôi. Rồi trả lại nha. Rồi bây giờ ai sẽ bắn trước đây? Rồi bây giờ bạn kiệt lớn sẽ bắn trước nha. Không vô à, không vô. Yeah. Ê, vô rồi. Tay bên đây, cho bạn bên đây nè. Rồi qua bên đây. Rồi tao là kiệt nhỏ. Dạo dạo luôn rồi. Rồi vào bên đây. Con vào chưa? Rồi con đựng thùng vô để cho anh Kiệt bắn cái đi. Rồi chuẩn bị nha. Rồi dạo một quẹt nha. Rồi tao bằng pin bắn nha. Từ thôi từ từ thôi. Bạn pin bắn qua ra ngoài luôn các bạn ơi. Rồi pin qua đây. Rồi rồi vào rồi. Rồi bạn pin bị một quẹt. Bạn kiệt nhỏ bị một quẹt. Rồi bạn kiệt lớn quẹt đi. Rồi một quẹt. Rồi rồi bạn pin đâu quẹt. Bạn pin đi quẹt. Bạn pin đi. Bạn pin đâu? Bạn pin bị thua mà. Chơi nữa không? Chơi nữa không? Đây bây giờ mình sẽ chơi trước nha. Đây các bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt lớn sẽ giới thiệu cho các bạn cái trò chơi cái bóng rổ này vui lắm nghe. Mình bỏ banh lên là mình bắn nè. Rồi bỏ bắn thử đi. Rồi không vào. Rồi không vào luôn, hai bên đi. Đây quên đi, các bạn tỷ số nha. À có bạn tỷ số nữa nè các bạn ơi. Đó, khi mình chơi mà hai người chơi á, ai mà thắng á là mình sẽ quẹt tỷ số một cái. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 nữa. Rồi bây giờ thôi, giờ bỏ hai trái banh đi, hai người bắn lượt coi ai vô nè. Rồi cho Kiệt lớn với Kiệt nhỏ bắn thử nha. Vô. Yeah, Kiệt nhỏ hay quá. Rồi, giới thiệu mình đi. Đây là một người chơi bóng rổ nhưng mà khác kiểu. Đây, bóng rổ khác kiểu luôn các bạn ơi. Wow. Đấy, khó vô hơn. À bóng rổ này nó chỉ có một banh thôi hả? Bắn một lần một banh thôi các bạn ơi, như nó có tới ba rổ. Cái này có thể chỉnh thôi, chỉnh tận luôn nha. Cái này bắn nhẹ bắn mạnh nha, gạt luôn bắn nhẹ. Gạt luôn này bắn mạnh. Wow, rồi. Thì bắn cho nhẹ. Thấy chưa? Trời không vô gì hết vậy. Rồi cho pin bắn thử coi, bắn cái vô pin, bắn cái thử cái vô không? Vô không? Anh Kiệt trong tay ra. Anh Kiệt lấy tay ra đi. Rồi lại nghiêng, lại nghiêng. Rồi tới pin. Thôi bây giờ chơi gì nè. Rồi quẹt đi, quẹt màu đi. Đây các bạn đó. Rồi đưa cái mặt ra đây coi, đưa cái mặt ra đây coi. Đâu mặt pin đâu? Rồi mặt pin dính màu nè, mặt Kiệt đâu? Wow, mặt Kiệt lớn đâu? Trời vui quá các bạn ơi.